giống quá anh em. Đây, mình có đào xong lấy lên nè. Đấy. Cái sái này không biết nhiều ít nha, nhưng mà mình biết chắc chắn là sẽ có đá rất nhiều nha. Tại cái sái mình đào nãy giờ rất là nhiều. Đấy, rất đẹp anh em. Đây nè, nó sáng dưới đây này em ơi, em có thấy không ạ? Đây mình lấy này, đấy, có đá anh em. Đây, dương này đẹp quá anh em ơi. Nó đen mà nó, trời nó đẹp cực kỳ luôn anh em xem nó biến thể nè. Wow, quá đẹp anh em ơi, dương đá nó quá đẹp. Mình chờ mình dắt đồng đạo mình qua cái nha, phụ làm nha, cho cái chân mình bị nguyên một bàn gai bàn chải nó đâm vô chân này nha. Cái gì này giờ để ngủ anh em coi nè. Wow, cái nắp nó anh em ơi, em thấy không ạ? Không làm được nha, chật quá nó làm không được, trời nắng lắm nha anh em. Anh con nó mọc mà anh em, nó mầm luôn. Chùi to đá nha anh em nha, nó nằm giờ nó mới có tạo thể tạo nẹp ra thôi nha. Giờ mình đào vô mình tìm đá nha.